Khủng long ăn thịt luôn là một chủ đề được rất nhiều người quan tâm và yêu thích kể từ khi được nghiên cứu, và trong tựa game Ark cũng vậy, trong đó có cả tôi. Với sức mạnh áp đảo con boy hay những skill săn mồi bá đạo đã khiến Ultraxe muốn làm một video nói về chúng, những cỗ máy bào thịt khét tiếng trên các bản đồ Ark Survival. Vì có một số góp ý mình nhận được từ các bạn qua phần bình luận lẫn tin nhắn, nên đây có thể sẽ là video cuối cùng mình làm theo format top list này. Sắp tới mình sẽ chỉ làm một cái tên cho một video để nói chi tiết về các đặc tính, thức ăn và các skill hay cách thuần phục và sử dụng loại đó như thế nào, cũng như so sánh so với thực tế. Các bạn thấy như thế nào? Hãy để lại ý kiến của mình bên dưới nhé. Còn bây giờ thì hãy ấn like, subscribe ủng hộ Ultraxe, rồi chúng ta cùng bắt đầu đến với những nội dung chính của video ngày hôm nay thôi nào. Baryonyx. Giống như Carnotaurus, Baryonyx là loài ăn thịt lớn nhưng không đủ lớn để cạnh tranh với những kẻ săn mồi đỉnh cao trên đảo. Và mặc dù không mạnh bằng một số loài săn mồi dưới nước như Spinosaurus, nhưng Baryonyx vẫn luôn danh dạng để đe dọa kha khá các sinh vật khác trên đảo. Giống như phiên bản đời thực thì Baryonyx hầu như chỉ ăn cá và các loài sống dưới nước khác. Sự trao đổi chất đặc biệt cao của Baryonyx dường như cho phép nó chữa lành vết thương gần như nhanh chóng sau khi ăn thịt cá giàu dinh dưỡng. Đây có thể là một phần lý do tại sao nó hiếm khi tấn công động vật trên cạn. Nhưng có một điều rằng, Baryonyx sẽ nhắm mục tiêu vào bất kỳ người chơi, thú cưỡi hoặc sinh vật hoang dã nào gần đó, bất kể họ ở trên cạn hay dưới nước. Theo ghi chép thì khả năng săn mồi dưới nước tự nhiên của Baryonyx có nghĩa là nó đã từng được thuần hóa, nó học cách săn các cư dân đại dương thậm chí còn hiệu quả hơn. Giữa tốc độ và sức mạnh của nó, Baryonyx là sự lựa chọn lý tưởng cho những ai quan tâm đến việc thường xuyên di chuyển giữa trên cạn và dưới nước, đồng thời coi trọng tốc độ và sự nhanh nhẹn hơn sức mạnh đơn thuần. Mặc dù sinh vật này không phải là thú cưỡi bởi nhanh nhất, nhưng khả năng làm choáng tạm thời các sinh vật trong vòng 10 giây bằng đòn tấn công xoay tròn của nó có thể khiến Baryonyx trở thành thú cưỡi hoặc chiến binh lão luyện dưới nước. Nhưng điểm yếu của đòn tấn công này là hiệu ứng choáng không có tác dụng với những sinh vật rất nhỏ, cũng như những sinh vật rất lớn và nguy hiểm như Mosasaur. Có một phát nữa là cách di chuyển của Baryonyx khiến việc nó trốn thoát khỏi Mosasaur và Plesiosaur trở nên khó khăn hơn một chút. Dilophosaurus. Dilophosaurus hay Dilo là loài khủng long chân thú cỡ trung bình và là loài săn mồi hung dữ, di chuyển nhanh sống trong khu rừng rậm Bắc Mỹ trong kỳ Jura. Nó có tiếng kêu rất chói tai và một đường gờ trên da cổ. Theo ghi chép trong hồ sơ trò chơi, thì những đường gờ này được sử dụng để thu hút bạn tình cũng như đe dọa con mồi. Thay vì tấn công con mồi ngay lập tức, Dilophosaurus phun độc độc để làm suy yếu và tê liệt con mồi trước khi lao vào giết chúng. Dilophosaurus nếu bị khiêu khích có thể gây ra những đòn tấn công chết người trong thời gian rất ngắn, cũng như làm anh em mất tầm nhìn bằng chất độc tầm xa mà ban đầu nó sẽ sử dụng trước khi cắn. Không giống như những loài săn mồi khác, Dilophosaurus đôi khi chọn cách chạy trốn khỏi người chơi thay vì tấn công. Mặc dù chúng không chính thức sống theo bầy, nhưng dường như chúng có thể được tìm thấy với 2-3 con khác. Mặc dù có những món vũ khí khá mạnh, nhưng chúng có lượng máu rất thấp và dễ bị hạ gục. Deinonychus. Deinonychus là một loài khủng long Vanguero DLC trong Ark Survival. Trong game, khi các bạn nghe thấy tiếng móng vuốt của Deinonychus thì đã quá muộn. Chúng được coi là những thợ săn siêu đẳng. Chúng chạy ra khỏi nơi ẩn nấp và vồ lấy con mồi. Deinonychus cũng là một loài leo núi nhanh nhẹn, nhảy từ gờ tường này sang gờ tường khác khi tìm đến các vị trí thuận lợi trên cao để nằm chờ. Deinonychus đổi khác có xu hướng không sợ hãi và sẽ săn con mồi lớn hơn nó rất nhiều. Bám vào lưng con mồi bằng những móng vuốt hình lim, sau đó bắt đầu cắn xé trước khi nạn nhân chết. Nuôi Deinonychus trong điều kiện môi trường đối dốt đòi hỏi nguồn cung cấp thức ăn dồi dào và chúng có quá trình trao đổi chất nhanh để phù hợp với mức độ hoạt động cao của chúng. Deinonychus cũng có tính lãnh thổ dữ dội gần các tổ chức, ngay cả khi chúng không phải là của chúng. Điều này khiến việc nhân giống các thế hệ tiếp theo trở thành một quá trình nguy hiểm. Về mặt lý thuyết, nếu không được nuôi dưỡng từ trứng, chúng sẽ không thể được thuần hóa. Bản năng săn mồi của một con Deinonychus hoang dã mạnh đến mức nó sẽ phản xạ lao vào tấn công bất kỳ ai muốn trở thành chủ nhân của nó. Allosaurus. Allosaurus hay thường được gọi là Allo, nhỏ hơn nhưng nhanh hơn Tyrannosaurus, lớn hơn nhưng nhanh hơn Carnotaurus. Allosaurus là loài khủng long chân thú săn mồi theo bầy cư trú trên đảo, trong khi hầu hết các loài khủng long chân thú hung dữ là những sinh vật tương đối đơn độc. Allosaurus sống thân nhóm 3 con, trong đó có một con đầu đàn. Với những chiếc răng sắc nhọn của nó sẽ khiến con mồi chảy máu và bị thương, nên việc trốn thoát sẽ trở nên khó khăn nếu không nói là không thể thoát. Khi một con Allosaurus làm chạm một sinh vật bằng vết cắn, phần còn lại của bầy đàn sẽ nhanh chóng áp sát và tiễn con mồi về miền cực chọc.
Theo những ghi chép thì không phải ai cũng nghĩ rằng một con Allosaurus thuần hóa là lý tưởng. Thay vào đó, họ sẽ chọn thuần hóa Carnotaurus hoặc Tyrannosaurus. Tuy nhiên, những người cưỡi Allosaurus có xu hướng ưa thích tính hữu dụng của trạng thái bầy đàn. Cùng với các đòn tấn công gây nguy hiểm và khả năng di chuyển tương đối nhanh, có thể đảo ngược tình thế của một trận chiến kết hợp với vũ khí. Megalosaurus. Giống như các loài khủng long chân thú lớn khác trên đảo, Megalosaurus là loài ăn thịt hung hãn trong các hang động và không nên xem nhẹ. Không giống như hầu hết các loài khủng long chân thú khác, mà giống các anh chị em freelancer thời nay, đó là chủ yếu sống về đêm. Khi bình minh đến, Megalosaurus bắt đầu tìm nơi vắng vẻ để ngủ cả ngày. Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, chiến thuật chiến đấu chính của nó là cắn vào mục tiêu, sau đó khóa chặt hàm của nó bằng những chiếc răng sắc nhọn. Chỉ những sinh vật lớn hơn mới có thể hy vọng thoát ra được khi Megalosaurus khóa hàm của nó. Sau đó, nó sẽ gặm nhấm con mồi cho đến khi chết. Mặc dù Megalosaurus không phải là loài khủng long chân thú mạnh nhất, nhưng nó vẫn được những kẻ săn đêm săn đón. Do bản chất sống về đêm, Megalosaurus trở nên đáng gờm hơn nhiều vào ban đêm. Né tránh các cuộc tấn công, bảo toàn sức chịu đựng và tấn công chính xác hơn, đó là một số điểm mạnh của nó. Utahraptor. Utahraptor hay còn được gọi với cái tên viết tắt ngắn gọn hơn là Raptor, là một loài khủng long cực kỳ hung dữ trên đảo. Chúng có xu hướng di chuyển theo bay, tấn công con mồi nhỏ hơn bằng hàm răng sắc nhọn và những móng vuốt to. Khi đi săn, đứa cầm đầu sẽ trở thành nhân vật trong Dragon Ball, tức là hét thật to để búp tinh thần chiến đấu cho cả bầy. Nếu không đủ đồ để một chính một tái với bọn này thì tốt nhất bạn nên xách cái đít lên mà chạy nếu bạn nghe thấy tiếng của Utahraptor. Biến cậu này sẽ lặp lại và tấn công với cường độ lớn hơn nhiều. Là một trong những sinh vật nhanh nhất trên đảo, Utahraptor thường sử dụng số lượng áp đảo để tạo lợi thế bằng cách bay quanh con mồi. Móng vuốt cồng lớn ở ngón chân thứ gai thích hợp để gây sát thương đáng kể. Tuy khá là thọt về kích thước, nhưng Utahraptor được bù đắp bằng sự khéo léo. Thay vì đuổi theo những sinh vật nhỏ hơn, Utahraptor sẽ lao vào và ghim con mồi xuống đất thay vì đuổi theo. Mặc dù bản chất hung dữ là vậy, nhưng khi được thuần hóa, Utahraptor đã trở thành một trong những sinh vật cưỡi chiến đấu chính trong các nhóm lương sơn bạc phiên bản Ark Survival, tức là cướp. Cũng như chính xác cho các tập thể lớn hơn, về mặt lý thuyết thì Utahraptor khó có thể được thuần hóa, nhưng khi thuần hóa rồi lại cực kỳ trung thành. Là một loài ăn thịt, một khi đã thuần hóa, chúng cần một vùng thịt ổn định để duy trì sự sống. Carnotaurus. Carnotaurus hay còn được gọi đơn giản là Carno, là một loài khủng long nổi tiếng trong thế giới Ark Survival. Đó là một sinh vật đặc biệt nằm giữa động vật ăn thịt vừa và lớn. Nó sống chủ yếu trên mặt đất bằng phẳng, quang đãng, nơi nó có thể tận dụng tốc độ của mình. Ngoài ra, nó dường như không hề e ngại việc chạy trốn qua những kẻ săn mồi lớn hơn thay vì chiến đấu. Carnotaurus dường như được sử dụng để chiến đấu đối với đối thủ hơn là săn bắt. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là sừng của nó không nguy hiểm. Carnotaurus là một trong những loài săn mồi nhỏ hơn và chắc chắn hơn. Nếu ví T-Rex là sư tử trên đảo thì Carnotaurus chắc chắn là báo kê ba. Mối đe dọa thực sự của một con Carnotaurus là bạn sẽ không thể thoát khỏi nó một khi nó đã phát hiện ra bạn. Carnotaurus đóng một vai trò rất cụ thể, nhỏ hơn nhưng nhanh hơn Tyrannosaurus rất nhiều. Nếu không phải vì loài khủng long này có thời gian ngừng hoạt động lâu sau khi chạy nước rút, thì đó có thể là một trong những vật cưỡi có khả năng cân bằng tốt nhất. Carcharodontosaurus. Carcharodontosaurus là một trong những loài khá nổi tiếng trong tựa game Ark này. Nó có thể quét sạch những kẻ tấn công bằng đuôi của mình, nhưng đó là đầu bên kia mà thực sự bạn muốn tránh. Nó có hàm răng sắc như dao cắt bít tết, với bộ hàm đủ khỏe để xé nát hết đầu con mồi. Ngay cả một cú suýt sửa cũng có thể khiến bạn bị thương. Carcharodontosaurus sẽ tấn công các sinh vật hoang dã và người chơi ngay khi nhìn thấy. Giống như tên gọi của nó, Carcharodontosaurus trở nên nguy hiểm hơn khi nếm được mùi báo. Mỗi lần tiêu diệt dường như khiến con quái vật này tăng tốc và khiến chúng trở nên điên cuồng. Trên lý thuyết thì nếu ai thuần hóa được một con Carcharodontosaurus sẽ có được một cách mới để tập hợp bộ tộc của mình cho trận chiến. Vì tiếng gầm của con quái vật này là hiệu lệnh thúc đẩy những con khác chiến đấu. Điều này trong hồ sơ của Harlan ghi rằng đó là một tiếng kêu chiến đấu cho đội quân địa ngục. Những bộ lạc có chiến thuật sẽ để các Carnotaurus của họ cắt lát những sinh vật ở trung bình trong hàng ngũ kẻ thù. Đó là sự tích tụ cơn thịnh nộ để đối đầu với những con mồi đe dọa lớn nhất. Nghe thì cũng ra gì và này nọ nha. Spinosaurus. Để kể ra số ít loài ăn thịt trên đảo có kích thước ngang bằng với Tyrannosaurus thì chúng ta không thể bỏ qua Spinosaurus. Bạn có thể gọi đơn giản ngắn gọn là Spino. Nó có danh pháp là Spinosaurus aquareliga, với bốn chân và cánh bùm lớn khiến nó nhanh trên cạn và cực kỳ nhanh dưới nước. Trong Ark Survival thì có khả năng thay đổi tư thế bằng cách di chuyển từ bốn chân sang hai chân. Theo ghi chép trong hồ sơ trò chơi thì mỗi con Spinosaurus có một bảng màu hơi khác nhau, nên các cánh bùm trên lưng của chúng cũng khác nhau và có màu sắc rực rỡ. Có một điều nữa là Spinosaurus sẽ thoải mái hơn khi ở gần nước.
Mặc dù sinh vật này mạnh hơn, nhanh hơn và ham muốn hơn khi ở dưới nước, nhưng nó lại có xu hướng ít tấn công chúng ta hơn khi càng di chuyển ra xa nó. Spirosaurus dành phần lớn thời gian để đi loanh quanh và săn cá, không như bất kỳ sinh vật nào khác hoặc gần trong các vùng nước. Giết chết con mồi bằng hàm răng cũng như móng vuốt cùng cánh tay khỏe của nó. Có một phát dành cho anh em nào là người chơi mới thì nên cân nhắc việc xây dựng căn cứ dọc theo các bãi biển hoặc ven sông vì cho rằng chúng an toàn. Nhưng bạn có thể sẽ phải đối mặt với một loài siêu ăn thịt dữ tợn dài đến tận 14 mét. Spinosaurus có sức chịu đựng thấp hơn nhiều loài khác, tuy nhiên tính linh hoạt toàn diện khiến nó trở thành thú cưỡi tuyệt vời. Ở dưới nước, rất ít sinh vật có thể đe dọa được nó. Ngoài ra, nó có thể chiến đấu tốt bằng móng vuốt cũng như bằng răng, cho phép thực hiện một loạt các cuộc tấn công tàn khốc với tốc độ nhanh hơn nhiều so với bất kỳ sinh vật nào khác có kích thước giống như nó. Gigantosaurus. Gigantosaurus có nghĩa là thằn lằn khổng lồ phương Nam, là loài khủng long chân thú mạnh nhất trong trò chơi. Đó là về sức mạnh, còn ở khoảng tốc độ thì nó vẫn thua một số loài khác. Cao hơn so với Tyrannosaurus, Gigantosaurus là một loài khủng long chân thú khổng lồ với các chi cồng kềnh có móng vuốt cong. Gigantosaurus được coi là loài săn mồi đỉnh cao của đảo với sức mạnh và kích thước to lớn. Những gai đủ mạnh để hạ gục hoặc thuần hóa một con thì hành trình chinh phục tựa game này đã được nhẹ hơn một phần ngàn. Gigantosaurus là một sinh vật hung dữ, nó sẽ tàn sát bất cứ thứ gì trên đường đi của nó. Do cơ chế cuồng nộ, nó sẽ trở nên tức giận khi bị tấn công. Điều đây khiến các đòn tấn công của nó gây ra nhiều sát thương hơn. Nó cũng lấy lại sức chịu đựng nhanh hơn khi tức giận. Khi nó nổi cơn thịnh nộ vượt quá giới hạn, nó thậm chí có thể ăn thịt chính người cưỡi của mình ngay lập tức. Nhờ sải chân dài, cho phép nó đi qua hầu hết các chướng ngại vật và tốc độ di chuyển cao tự nhiên. Gigantosaurus có thể chạy nhanh hơn hầu hết mọi loài trên đảo, kết hợp với phạm vi tấn công rất lớn. Điều này có nghĩa nó là một loài săn mồi nhanh nhẹn và nguy hiểm. Vừa rồi là các loại khủng long ăn thịt yêu thích trong thế giới Ark Survival mà chúng mình muốn gửi đến các bạn. Xin nhắc lại một điều quan trọng là các bạn thấy sao về việc thay đổi format video sau số này? Hay có thông tin gì cần bổ sung đến chính, hãy bình luận bên dưới cho chúng mình biết nhé. Như thường lệ thì nếu series này vẫn được các bạn ủng hộ thì sẽ có các phần tiếp theo. Hãy ấn like, subscribe và ấn chuông để không bỏ lỡ những video thú vị khác của nhóm chúng mình trong tương lai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các video sau.